Theo giới truyền thông Hà Lan, Manchester United đang tiếp xúc với đại diện của câu lạc bộ PSV Eindhoven thảo luận về tương lai của tiền đạo Steven Bergwijn. Đây vốn không phải là gương mặt mới với các quan chức Manchester United. Từ lâu, đội ngũ tuyển trạch viên Quỷ Đỏ đã theo dõi kỹ Steven Bergwijn. Kế hoạch mua chân sút này từng được phó chủ tịch Ed Woodward thiết lập khi Jose Mourinho còn tại vị. Mùa hè vừa qua, Manchester United cũng xem xét thương vụ này, nhưng sau đó hoãn lại. Nguồn tin từ Hà Lan cho biết Ed Woodward đã nối lại đàm phán với PSV từ vài ngày nay. Mặc dù vậy, kế hoạch của MU là chiêu mộ Bergwijn trong mùa hè 2020, không loại trừ khả năng Quỷ Đỏ tìm thỏa thuận với PSV ngay trong tháng giêng tới và để cầu thủ 22 tuổi này ở lại Hà Lan đến hết mùa giải. Bergwijn có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công và Manchester United xem anh là ưu tiên trong mùa 2020-2021. Real Madrid đang xem xét đưa ra mức phạt với Gareth Bale sau những rắc rối trong thời gian gần đây. Del Diario đưa tin, sau nhiều lần có những phát ngôn chống lại Real Madrid, Gareth Bale còn vi phạm một số thỏa thuận trong hợp đồng. Cụ thể, Real có thể kỷ luật Gareth Bale từ 2 đến 10 ngày làm việc, đồng thời phạt 7% mức lương mỗi tuần. Trong trường hợp Gareth Bale gây ra những ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Real Madrid, thời gian bị cấm thi đấu tập luyện có thể lên đến 11 đến 30 ngày, kèm mức phạt 25% tiền lương một tuần. Gần đây, Gareth Bale không được huấn luyện viên Zidane sử dụng, vì thế anh thường xuyên đi đánh gôn và có những hành vi chống lại Real Madrid. Theo nhật báo La Stampa, giám đốc Paratici đã có mặt tại văn phòng Quỷ Đỏ ở London để thương thảo chuyển nhượng tiền đạo Mario Mandzukic. Chân sút người Croatia là cái tên Solskjaer muốn đưa về trong mùa đông nhằm tăng cường lực lượng cho hàng công. Phía Juventus đang đòi mức phí 13 triệu bảng. Paratici đang cố gắng đẩy Mandzukic ra khỏi Turin bởi chân sút 33 tuổi này không còn nằm trong kế hoạch thi đấu của huấn luyện viên Maurizio Sarri. Kể từ đầu mùa, Mario Mandzukic chưa thi đấu phút nào và không được tập luyện cùng đội một Juventus. Trong khi đó, Manchester United vẫn cần thêm lực lượng trong bối cảnh Lukaku và Alexis Sanchez rời Old Trafford mà không có người thay thế phù hợp. Lúc Martial chấn thương, Quỷ Đỏ lao đao và thi đấu rất bế tắc. Cũng qua cuộc thảo luận trên, giám đốc Paratici sẽ dò hỏi trường hợp Paul Pogba khi Juventus muốn đưa tiền vệ 26 tuổi này trở lại Italia. Một cái tên khác sẽ được đôi bên đưa lên bàn đàm phán là trung vệ 21 tuổi Merin Demiral. Anh mới gia nhập Juventus mùa hè vừa qua và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cả Manchester United và Arsenal đều quan tâm đến tuyển thủ người Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy, họ sẽ phải bỏ ra gấp đôi số tiền mà Juventus trả cho Sassuolo hồi hè, khoảng 30 triệu bảng. Tương lai của cựu huấn luyện viên Arsene Wenger đã chính thức được sáng tỏ khi FIFA mới đây đã tuyên bố cựu huấn luyện viên Arsenal sẽ đảm nhận vai trò mới là giám đốc phát triển bóng đá của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Cụ thể, ông Arsene Wenger sẽ trở thành một thành viên chính thức của FIFA. Chính lý do người Pháp sẽ chịu trách nhiệm đứng đầu tất cả các hoạt động phát triển bóng đá của FIFA trên toàn thế giới, bao gồm cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Đây là một dự án phát triển lớn của FIFA, với kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên sâu về bóng đá và dinh dưỡng thể thao nói chung. Ông Wenger dự kiến sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng ngũ đứng đầu của FIFA. Với vai trò mới, ông Wenger sẽ chủ trì nhóm nghiên cứu kỹ thuật, đồng thời là thành viên của Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Bóng đá Quốc tế IFAB. Quyết định về các bộ luật, các quy tắc mới áp dụng trong một trận đấu bóng đá, ví dụ công nghệ VAR gần đây. Đây là chức vụ chính thức đầu tiên kể từ khi Arsene Wenger rời Arsenal mùa 2017-2018, dù trước đó nhận được sự săn đón nhiệt tình từ Bayern Munich. Nhưng thời điểm hiện tại, Wenger đã là người của FIFA.